với tài chính bây giờ 500 triệu, với 500 tí khoảng 550 triệu, thì anh em chọn Mazda 3 hay là Lắc A nhỉ? Cái câu hỏi này nó lặp đi lặp lại nhiều anh em quan tâm lắm, nhiều anh em cũng phân vân là nên chọn Lắc A hay là Mazda 3. Thì về so sánh thì Mazda 3 nó là phân khúc hạng C, còn Lắc A thì định vị của Vin thì cho vào vẫn phân khúc hạng E, nhưng mà mình thấy Lắc A thì nó kiểu là D cộng thôi, chưa được lên E lắm. Tại vì con Lắc A này nếu mà lên E thì cần phải làm nó chỉnh chu hơn, với lại nội thất, từ nội thất cho đến cái khâu hoàn thiện của xe thì nó cần phải chỉn chu hơn, cao cao thêm lên một tí nữa. Còn anh em vẫn đang đắn đo đúng không? Đắn đo về Lắc A đúng không? Thì Lắc A thì được thừa hưởng cái khung gầm của BMW 5 series, thì con này nó cho ra cái cảm giác lái và cái độ cách âm mình phải nói là cực kỳ tốt anh em ạ. Nói chung cách âm ngon lắm. Khi mình mua xe mình thấy sau bao nhiêu lần trải nghiệm xe từ hãng này cho đến hãng khác thì mình thấy cái phần cách âm xe với lại bên ngoài mình thấy nó rất là quan trọng. Tại vì là đi xe nhiều vậy, có gia đình rồi là con cái thì mình thấy cái vấn đề cách âm nó rất quan trọng. Khi anh em đi cách âm tốt thì đi người nó đỡ mệt mà nó đỡ đau đầu đấy. Còn còn Mazda 3 thì bây giờ thì cũng được cải thiện khá là nhiều rồi. Bây giờ Mazda 3 được cải thiện hơn trước rất nhiều, ngày trước đi ồn lắm, và giờ đi cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà nói chung là nó vẫn ồn ồn hơn rất nhiều so với Lắc A. Còn về cái độ chắc chắn thì Mazda 3 thì không không bao giờ bằng được rồi, tại vì Mazda 3 mỏng với lại yếu anh em. Ví dụ anh em đi đi xa ấy, đi cao tốc ấy, hay là đi đèo đi dốc thì đi Mazda 3 nó hơi yếu. Mazda 3 nó chỉ phù hợp đi với ở trong nội đô thôi, quanh thành phố thôi, với lại đi loanh quanh 4, 5, 7 cây rồi. Còn anh em đi đi tỉnh đi xa đi nhiều ấy, thì anh em đi một thời gian sau nó tã lắm, nó tã hơn Lắc A rất là nhiều luôn đấy, từ phần chất liệu ghế cho đến khung gầm cho đến cửa kiếp răng các thứ. Nó thực sự là nếu mà anh em đi nhiều ấy, thì nó tã hơn rất là nhiều so với Lắc A. Mình thấy Lắc A bền, A mỗi cái là chỉ có mấy cái phần nhựa này, cánh cửa này, với lại mấy phần nhựa cánh cửa ấy thì nó hơi bị hơi tệ một tí luôn, nó hơi bị kêu này anh em, nó hơi bị kêu. Với lại cái lắp ráp ấy, mình thấy nó không được khít. Còn về nội thất thì tùy anh em thôi. Nội thất thì mỗi bên họ sẽ có một cái phong cách thiết kế khác nhau. Mình thấy Lắc A thì vẫn chưa lỗi thời, mà Mazda thì cũng thế, cũng không có lỗi thời. Bao nhiêu năm vẫn là cái thiết kế đấy, vẫn là cái thiết kế cô đô, nó vẫn vẫn rất tốt và rất bền, nó không bị lỗi thời như xe Hàn. Xe Hàn thì nó cứ thay liên tục từ hạng này, từ 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 cứ 2 năm nó lại thay thiết kế này rồi thiết kế lọ, nó không giống nhau ấy. Nó bê từ mẹt sang, rồi nó bê từ bim sang, rồi
bê từ cái này cái kia sang ấy, nó không có cái ngôn ngữ thiết kế riêng. Còn cái ông Vin này thì được cái nó thuê một đội thiết kế riêng, có ngôn ngữ thiết kế riêng, và đặc biệt là mình thấy nó cũng đơn giản đấy, nó không lỗi thời. Mình thấy mọi thứ mà nó đơn giản này thì nó sẽ sử dụng được lâu, còn màu mè quá thì anh em nhanh chán lắm. Với con này thì mình giấy đạp ga đi 100 thì nhẹ như lông hồng luôn. Mình đây mình đang đi với vận tốc mà 80 km/h, mà xe đi cực kỳ chắc chắn mà vận hành ổn. Nói chung về cái khâu vận hành ấy, về cái chế độ vận hành của Lắc Ai ấy, với cái tầm tiền mà có 500 triệu ấy, thì trên 500 một tí thì nói thật sự là không có một con xe nào có thể hơn được con này. Về tầm giá hơn 500 thì không có con nào. Từ cách âm này, từ động cơ này, từ khung gầm này, từ cái độ chắc chắn này, rồi cảm giác lái này, thì chưa có một con nào hơn con này cả. Tới cái tầm giá 500-700 triệu, kể cả là 800-900 đến 1 tỷ, thì thật sự với anh em là không có đâu, không có con nào ăn được con này cả. Còn bây giờ thì nó bị ngưng sản xuất rồi. Về cái vấn đề bảo dưỡng bảo hành thì anh em vào dịch vụ của Vin hiện tại bây giờ thì phải đặt trước anh em ạ. Tức là sao mà phải đặt trước, là vì bây giờ họ bảo dưỡng xe điện rất là nhiều, và đặc biệt là xe xanh SM ấy, họ bảo dưỡng nhiều lắm, xe điện vẫn còn lỗi ấy, nên là phải đặt trước mấy ngày mới ra bảo dưỡng được. Còn cái vấn đề phụ tùng thì một số phụ tùng sẽ có sẵn và một số phụ tùng sẽ phải đợi từ 2 đến 3 ngày hoặc là 1 tuần. Đấy, những cái phụ tùng mà ví dụ như là nó liên quan đến bóng hơi hay là treo chiếc các thứ thì mình nghĩ là sẽ phải chờ đấy. Còn nếu mà bị lỗi do xe mà bị lỗi do nhà sản xuất ấy, thì anh em sẽ được đền bù 1 triệu một ngày. Nếu mà phải chờ anh sẽ được đền 1 triệu một ngày. Như ngày trước mình thay cái tay nắm tay lên xuống kính ấy, ở bên ghế lái này, thì được đền bù là 1 triệu một ngày. Lúc đấy mình phải chờ sang ngày thứ hai mình có hàng. Chờ sang ngày thứ hai thì là bên VinFast họ chuyển thẳng 1 triệu vào tài khoản luôn. Còn Mazda thì không phải đọc rồi. Mazda thì hàng thì lúc nào cũng có sẵn thôi. Nhưng mà nếu mà anh em hỏng hóc một số cái nó phức tạp thì vẫn phải đợi từ nó mang từ nhà máy về. Còn dịch vụ thì nó cũng xem nhau, thấy ngang nhau. Bên Mazda họ làm cũng được, làm cũng chu đáo lắm. Nói chung mức bình dân thì như thế là ok rồi. Còn bên Vin thì dịch vụ của Vin thì cũng ok, cũng không có gì là khắt khe với anh em cả. Còn về anh em mà mua VF9 giờ lại còn được bảo dưỡng lấy xe tận nhà, sướng hơn vua luôn. Đấy, về cái vấn đề bảo dưỡng bảo hành thì mình thấy bên Vin và bên Mazda thì nó cũng tương đương nhau thôi. Còn về bên anh em chỉ cần lăn tăn mỗi là cái vấn đề là định kiến thôi. Định kiến một con xe cũ bị khai tử, và anh em tầm giá đấy anh em có thể mua được một con xe mới của Mazda 3 hạng C. Còn anh em đi xe cũ thì có thể mua được con Lắc A bản bay tầm 600. Bản bay ngon rồi anh em, đời cao 21-22, tầm hơn 500-600. Nếu anh em chọn đời 2019-2020 là tầm 550 anh em có thể mua được bản full rồi.
mà bản full thì nó cực kỳ ngon nhá. Nó rất là đầy đủ, từ cốp điện này, đá cốp này, cho đến cảnh báo điểm mù này, rồi là chức năng nó đầy đủ hết, có sẵn hết. Và động cơ của nó mạnh, 2.0 turbo 228 mã lực, cực ổn anh em ạ. Đấy, còn cái anh em chỉ cần vượt cái định kiến thôi là mua được rồi. Còn anh em yêu thích xe Vin thì cái dáng con này thì mình nghĩ là vẫn sử dụng được khoảng từ khoảng 5 năm nữa. Cái dáng con Mark A này mình thấy là cái dáng nó đẹp nhất trong xe của Vin. Vì sao? Vì con Mark A này cái dáng của nó vuông vắn, đít nó vuông, mà đầu nó cũng vuông, nó cũng đít nó cũng vuông ấy, mà đầu nó cũng không bị chúi xuống quá. Khi bây giờ ấy, ngày trước mình có đi con Mark A ấy, Mark SA, thì cái đầu nó hơi chúi thì nhìn nó cũng không được cân đối lắm. Thì nói chung là con Mark SA thì chỉ nhìn cái mông thôi thì đẹp, còn nó bệ vệ hơn, rộng rộng rãi. Còn anh em xe điện cũng thế, xe điện thì cái phần đầu thì thực sự cái phần đầu mình không thích lắm. Đấy, trong cái giải xe của nhà Vin ấy, mình chỉ thích mỗi con Mark A này thôi. Con Mark A và con VF9 là hai con mình thích nhất. Thế nên là mình mới bán con Mark SA để mình lấy lại con này mình đi cho nó đỡ cồng kềnh, và mình thích cái con này hơn. Thì sau mấy năm thì mình cũng có rút ra nhiều kinh nghiệm khi đi xe Vin. Thì thực sự thì anh em nên mua một con xe nó lướt một tí, anh em đi sẽ được bền hơn, đi được bền hơn. Ví dụ anh em mua con 8, 9, 10 vạn, nó rẻ hơn khoảng tầm 20-30 triệu, nhưng mà bây giờ phụ tùng nó lên cao rồi ấy, lên giá cao rồi, thì anh em khi đi bảo dưỡng ấy, nó cũng tốn tiền, mà một số cái nó sẽ bị xuống rồi. Ví dụ như Mark SA nó có bóng hơi, thì khoảng 8 vạn, 9 vạn trở lên thì bóng hơi nó hay bị gặp vấn đề hơn. Đấy, với lại treo chiếc các thứ anh em đi mà nhiều rồi ấy, thì kiểu gì nó cũng phải xuống cấp hơn. Còn Mazda thì nói thật với anh em là nếu mà Mazda mà chạy lên khoảng tầm 8-9 vạn thì nội thất của nó chán lắm, mà mùi kinh, khét lắm, mùi cực kỳ khét đi, khét mà nhìn ra nó xấu ấy, nó nhăn nheo ấy. Còn mấy ông Vin này được cái anh em mua xe đi 8-9 vạn nhưng mà ra rẻ vẫn như là mới, nếu mà bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Mình thấy cái da này của Vin ấy nó làm tốt lắm, nó không bị nhăn mà không bị mùi khét. Cái phần da ghế này, cái phần nội thất trong xe là tốt hơn hẳn này, với lại cao cấp hơn hẳn, đẹp hơn, không nhăn nheo, không bị khét. Mà với mình ấy, mình thấy nó còn thơm ấy, nếu mà mới. Còn anh em mồ hôi dầu thì mình không nói rồi. Nói chung là nó không bị nhăn luôn anh em ạ. Còn cái ghế của Mazda ấy, cái da của nó ấy, cái da PU của nó ấy, thì mình thấy lúc mua nó đã nhăn rồi, chứ chưa nói đến sử dụng. Lúc mua mới nó đã nhăn rồi. Tại vì mình cũng trải qua hai lần đời xe Mazda rồi, mình Mazda 3 với CX-5, thì mình cũng biết là nó như thế nào. Rồi còn cái tổng quan cho anh em thấy là chế độ vận hành này, con này nó hơn hẳn này. Chế độ vận hành thì VinFast nó sẽ hơn hẳn so với Mazda, tại vì nó được thừa hưởng cái khung gầm cực kỳ chắc chắn. Máy của nó cũng mạnh hơn, đi đèo, đi cao tốc hay là đi xa ấy, thì nó an toàn và chắc chắn. Còn Mazda thì nó sẽ tiết kiệm hơn anh em nhé, tiết kiệm hơn trung bình khoảng tầm khá là nhiều đấy. Mazda đi rơi trung bình khoảng tầm 7 lít thì như con này mình đi khoảng tầm 10 lít. Hỗn hợp là khoảng tầm 9,5 đến 10 lít. Nếu mà anh em đi chuyên trong phố thì phải 11. Cũng tiết kiệm khá là nhiều đấy. Ví dụ anh em một ngày trung bình anh em đi khoảng tầm 60 cây.
Đấy là trung bình một gia đình bình thường trung bình đi làm thì hết khoảng 60 cây, thì cái mức tiêu thụ 10 lít với lại 7 lít nó cũng chênh nhau khá là nhiều đấy anh em. Đấy, còn anh em đổi lại thì anh em được cái vận hành ngon hơn. Còn cái dịch vụ hậu mãi thì giống nhau cả, mình thấy chả khác gì nhau. Còn anh em vừa được cái định kiến thì anh em mua. Không thôi. Còn mình thấy con xe này anh em vẫn phải đi được đến 2030, thiết kế này vẫn đẹp anh em ạ. 2030 thì vẫn ok. Mình cũng dự định đi con xe này đến 2030, 2031 thì mình sẽ bán. Lúc đấy không biết là giá bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ nó cũng, nếu mà đi 5 năm nữa thì mình nghĩ vẫn loanh quanh khoảng 400 triệu. Khoảng 5 năm nữa mình nghĩ loanh quanh vẫn phải 400, tại vì con này bây giờ mình thấy giá của nó là đáy, nó không xuống nữa, mà năm vừa rồi nó còn tăng thêm khoảng từ 30 đến 50 triệu một xe. Năm vừa rồi tăng lên khá là nhiều ấy. Như mình mua con này bây giờ mình bán đi thì còn không bị lỗ cơ, mà còn lãi ấy. Mà mình mua của thợ ấy, mà thợ còn trả, bây giờ còn trả mình cao hơn cái lúc mình mua là 10 triệu, 10 đến 20 triệu. Đấy, còn nếu mà anh em tự bán được thì là còn lãi cơ. Trời ơi, thế kết thúc video tại đây thôi. Tại vì là cái con này, cái chế độ vận hành của nó thì ok rồi. Mình không có gì để chê cả. Với cái tầm tiền như thế, cái tầm tiền như thế thì thực sự thì như mình sẽ không chọn Mazda 3 mới. Ví dụ anh em chưa mua xe cũ bao giờ vẫn sợ thì anh em không dám mua, nói chung là không dám mua. Với lại một số anh em thì không thích xe cũ, cứ mua xe mới thôi. Như ngày xưa mình cũng thế, ngày xưa mình cũng mua xe mới nhiều, nhưng mà sau khi mua xe mới ấy, cái tính của mình đi có từ 2 đến 3 năm thôi. Đấy, nên là mình bán ấy, nó lỗ nhiều quá. Thế mình mới bắt đầu tìm hiểu qua xe cũ. Mình tìm hiểu qua xe cũ thì xe cũ cái tầm tiền phân khúc bình dân ấy thì mình thấy còn mỗi VinFast là được, với cái tầm tiền đó nó là ngon nhất rồi, không có một cái lựa chọn nào hơn. Chẳng nhẽ bây giờ lại mua con Mazda 3 đi, mà Mazda 6 bây giờ hình như là cũng khai tử rồi anh em ạ. Mà Mazda 6 đi nó cũng chán ấy, nó cũng thế. Đi nó đầm hơn con Mazda 3 một tí, tại vì nó nặng hơn dài hơn, nhưng mà nó cũng rất là ổn, mà cách âm thì không bao giờ bằng được nước A. Anh em phải trải nghiệm, đi trải nghiệm thì mới biết là cái con xe này cái giá trị cốt lõi của nó là như thế nào. Rất tốt anh em ạ. Đi chắc chắn, chế độ vận hành ngon, đi chắc chắn. Anh em cứ sợ lỗi này lỗi kia nhưng mà mình chưa 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 thấy lỗi gì cả. Thi thoảng nó có cái báo lỗi cái start stop này, báo ở trên màn hình tắp lô này, đã báo hỏng ấy. Thế nhưng mà một lúc sau là hết rồi. Mình có mấy lần mình vào trong đi bảo dưỡng ấy, thì mình vào trong hãng thì anh em cũng bảo là nó báo lỗi thì kệ nó thôi anh em. Chứ cũng nâng cấp phần mềm, mình có nâng cấp phần mềm mới này, rồi là cũng báo các anh em kỹ thuật viên ở trong đấy chỉnh cho mình rồi, nhưng mà một đợt sau thì nó vẫn bị. Thì cái là nói chung mình sống chung với lúc thôi anh em ạ, thì kệ, nó báo một tí nó hết luôn đấy. Còn mình chưa bị cái lỗi gì cả, con này đi vẫn ngon, tại vì con xe này thì vẫn đi ít mà. Nhưng mà anh em vẫn đi, mình đi 5 năm chắc chỉ tầm 10 vạn thôi, một năm chắc đi cùng lắm được 2 vạn, mình đi ít. Còn anh em chạy nhiều, kể cả anh em lấy con này chạy dịch vụ cũng được, nhưng mà hơi tốn xăng thôi, còn vận hành thì sướng. Dịch vụ thì anh em nên mua xe điện thì nó sẽ lời lãi nó sẽ ra luôn, còn xe xăng này thì chậm hơn. Nói chung là nó vẫn rất là đẹp anh em ạ. À,
Theo mình thì mình thấy con xe này thiết kế ở con này vẫn rất đẹp, vẫn chưa lỗi thời, chưa cần phải nâng cấp một cái gì. Mà so với Mazda thì mình thấy con này ok hơn hẳn. Mình sẽ không chọn Mazda 3, mình sẽ chọn con này. Nếu mà mình đi mua xe tầm hơn 500 mà mình vác tiền đi mua xe là mình sẽ chọn con này. Còn anh em muốn mua xe mới thì bắt buộc phải chọn Mazda 3 thôi, tầm hơn 500 triệu. Còn dưới 500 thì không 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 nói chuyện rồi. Dưới 500 cũng mua được lắc A, nhưng mà mình nghĩ là sẽ bị một vấn đề gì đấy thì họ mới bán rẻ như thế. Còn đâu là ví dụ xe ngon thì hầu như là trên 500 hết, và ví dụ như con của mình thì có thể bán 600. Còn bản full hay là như nào đời cao thì vẫn khoảng 600 rưỡi, 67, 68 vẫn có, tùy vào cái chất xe thôi. Còn anh em mua thì nhớ nhá, mình có lên video cái video về giấy tờ rồi đấy, thì anh em phải chọn cái nơi đầu tiên, anh em phải chọn bên bán uy tín này, giấy tờ đầy đủ này, hồ sơ đầy đủ thì anh em mua nhé. Còn không thì lượn anh em ạ. Mình bị một lần rồi, không sang được tên là dở lắm. Mà đặc biệt anh em đừng có mang xe về đi nhé, mang xe về đi mà chưa thanh toán xong là rất là phức tạp. Nên là anh em cứ có hồ sơ đầy đủ này, xong rồi anh em sang check check xe này, không sao này, theo như ý muốn của mình thì ok, sang tiền mua xe mang về đi thế thôi. Rồi video thì cũng khá là dài rồi thì kết thúc tại đây anh em nhé. Nếu mà anh em thấy có một thắc mắc gì hay là anh em muốn mình giới thiệu về một cái gì đấy ở trong cái xe này thì comment xuống dưới nhé. Mình cảm ơn nhé.